Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 4 tháng 1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Trên 783 tỷ đồng là tổng số tiền từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giải ngân cho gần 19.300 đoàn viên thanh niên vay vốn để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trong thời gian vừa qua. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, song đến nay việc xây dựng các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Do vậy, việc phát triển nông nghiệp theo hướng Việt Gáp là xu hướng tất yếu, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của tỉnh, cũng như sự tham gia tích cực của người dân và doanh nghiệp. Xác định nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ chiến đấu của quân đội trong thời bình, theo đúng tinh thần chống dịch như chống giặc, coi chống dịch là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Trong nhiều tháng qua, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Mường Nhé đã không rời vị trí, bám từng đường mòn, lối mở, tuần tra kiểm soát để giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ngay từ biên giới. Chiều nay, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị. Năm 2020, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, các chương trình kế hoạch công tác của cơ quan đơn vị, đặc biệt đã làm tốt công tác tham mưu tổng hợp, phục vụ các hội nghị, cuộc họp, đón tiếp khách của tỉnh ủy, làm tốt công tác cơ yếu công nghệ thông tin. Trong năm đã tham gia xây dựng thẩm định gần 30 chương trình công tác, 2 nghị quyết, 9 chỉ thị, 29 kế hoạch, 99 báo cáo và hàng nghìn quyết định, thông báo kết luận, công văn. Phối hợp tổ chức 115 hội nghị, cuộc họp, tiếp 3 lượt công dân và tiếp nhận trên 190 đơn thư gửi đến tỉnh ủy. Năm 2021, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy đã đề ra 6 nhiệm vụ, 6 giải pháp, trọng tâm là tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận những kết quả đạt được của Văn phòng Tỉnh ủy trong năm qua và chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo chỉ đạo hoạt động của văn phòng, đồng thời đề nghị Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác tham mưu tổng hợp, giúp việc cho Ban Thường vụ Thường trực Tỉnh ủy, đặc biệt trong công tác tham mưu phải kịp thời, khẩn trương và khả thi hơn. Việc tham gia xử lý đầu vào, nhất là các văn bản của Trung ương phải được phân công cụ thể cho từng bộ phận để triển khai kịp thời. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy cần quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ, trong đó chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ đảng viên cũng như công tác tuyển dụng đầu vào. Mỗi cán bộ đảng viên trong văn phòng cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm, làm tốt công tác tư tưởng, chấn chỉnh lại việc tự kiểm tra đảng, tập trung khắc phục những hạn chế yếu kém còn tồn tại, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay dưới sự chủ trì của đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh đã bám sát nghị quyết, hướng dẫn của các tổ chức cấp trên, nhiệm vụ chính trị của tỉnh gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua và nhiệm vụ của các tổ chức, tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước của tỉnh, tăng cường giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức nhà nước, tập hợp ý kiến kiến nghị của nhân dân, kịp thời phản ánh với cấp ủy chính quyền các cấp. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên, công nhân viên chức lao động, đồng thời tích cực tham gia xây dựng Đảng chính quyền, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, đấu tranh phòng chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Tại hội nghị, các đơn vị trong khối đã thảo luận và thống nhất 8 nhiệm vụ trọng tâm hoạt động của khối trong năm 2021, suy tôn và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, tặng bằng khen cho 4 đơn vị: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hội Nông dân tỉnh. Hội nghị đã phát động phong trào thi đua và tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2021. Cùng với cộng đồng xã hội chăm lo cho người dân nghèo, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Điện Biên vừa tổ chức trao áo ấm và chăn mùa đông cho học sinh và người dân còn nhiều khó khăn của huyện Tùa Chùa.
Huyện Tùa Chùa là một trong những huyện nghèo của cả nước. Những năm qua đã có nhiều chương trình hỗ trợ giúp cho người dân vươn lên phát triển kinh tế, đời sống người dân từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, đời sống các dân tộc nơi đây vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Nhân dịp này, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã đến trao tặng gần 350 chiếc áo ấm cho các cháu trường mầm non xã Trung Thu, trao 30 chiếc chăn mùa đông cho 30 hộ nghèo của thôn Hội Chẳng, xã Tùa Thàng. Ngoài ra, mỗi hộ còn được hỗ trợ 200.000 đồng tiền mặt. Đây là một trong nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực của Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Điện Biên đối với các học sinh và người dân nghèo vùng cao Tùa Chùa, góp phần động viên các học sinh và hộ nghèo vươn lên trong học tập, ổn định cuộc sống. Trên 783 tỷ đồng là tổng số tiền từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giải ngân cho gần 19.300 đoàn viên thanh niên vay vốn để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trong thời gian vừa qua. Cùng với việc tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên phát triển các mô hình kinh tế vườn ao chuồng rừng, áp dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đoàn thanh niên các huyện, thị, thành phố đã hướng dẫn, tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội để đoàn viên thanh niên tiếp cận nguồn vốn vay đầu tư sản xuất kinh doanh. Qua kiểm tra đánh giá, các gia đình đoàn viên thanh niên đều sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, góp phần tăng thu nhập, làm giàu cho gia đình và tạo việc làm cho hàng trăm đoàn viên thanh niên. Xuất hiện nhiều điển hình thanh niên làm kinh tế giỏi, chủ trang trại, gia trại có mức thu nhập từ 50 đến 150 triệu đồng một năm. Đồng thời, các cấp bộ đoàn đã thường xuyên tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm cũng như nhân rộng các mô hình điển hình về phát triển kinh tế để đoàn viên thanh niên học tập và làm theo, góp phần nâng cao đời sống đoàn viên cũng như xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh. Nhằm phủ xanh đất trống đổi chọc, đem lại thu nhập cho người dân và doanh nghiệp, trong năm 2020, huyện Mường Nhé đã trồng mới được 350 ha cây mắc ca tại xã Sen Thượng, nâng tổng số diện tích cây mắc ca đã trồng trên địa bàn huyện lên trên 600 ha. Nhận thấy cây mắc ca hợp với khí hậu và thổ nhưỡng của huyện Mường Nhé, năm 2020, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Mắc ca Tây Bắc đã thực hiện trồng mới 350 ha cây mắc ca tại các bản Sen Thượng, Long San và Chiếu Sừng của xã Sen Thượng. Việc trồng cây mắc ca công nghệ cao trên địa bàn huyện Mường Nhé ngoài mục đích giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, còn là giải pháp phủ xanh đất trống đổi chọc, góp phần ổn định dân cư, hạn chế phá rừng làm nương và nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt với giá trị kinh tế cao, cây mắc ca sẽ cho lợi nhuận lâu dài, tạo việc làm ổn định cho người dân, giúp người dân yên tâm sinh sống và giữ rừng. Được hưởng lợi nhuận từ chi trả dịch vụ môi trường rừng và chung tay gìn giữ an ninh khu vực biên giới. Theo kế hoạch, năm 2021, công ty sẽ tiến hành trồng mới 2.900 ha cây mắc ca tại các xã Trung Trải, Mường Nhé, Nậm Vì, Sen Thượng và Xín Thồng. Từ nguồn vốn chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Điện Biên đã triển khai nhiều dự án trồng cây ăn quả trên diện tích đất vườn đồi tạp kém hiệu quả. Không chỉ mở rộng về diện tích, việc định hướng hình thành các vùng chuyên canh trồng cây ăn quả đang góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân. Điện Biên là huyện có diện tích cây ăn quả lớn nhất tỉnh với trên 1.140 ha. Phát triển cây ăn quả hiện là một trong những hướng đi chính trong phát triển kinh tế nông nghiệp, tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn. Huyện hiện đang triển khai phát triển vùng cây vú sữa tập trung tại xã Thanh Hưng và Thanh Luông với tổng diện tích trồng mới từ năm 2019 đến nay là trên 20 ha. Đồng thời chỉ đạo triển khai phát triển cây ăn quả chủ lực theo lợi thế từng vùng như Thanh Long tại xã Nong Luống, Thanh Sương, bưởi da xanh tại các xã Nong Hẹt, Thanh Luông. Chiến lược phát triển cây ăn quả của huyện gắn với thực hiện chương trình OCOP được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao và ổn định bền vững cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã có nhiều nỗ lực, song đến nay việc xây dựng các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao vẫn đang gặp nhiều khó khăn nhất định, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Điện Biên. Do vậy, việc phát triển nông nghiệp theo hướng Việt Gáp là xu hướng tất yếu, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của tỉnh, cũng như sự tham gia tích cực của người dân và doanh nghiệp. Với quyết tâm mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm nông nghiệp sạch, cách đây 6 năm, ông Vũ Đình Nhân ở đội 5 xã Thanh An, huyện Điện Biên, quyết định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Secrin. Ban đầu còn nhiều khó khăn vất vả về nguồn vốn và thị trường tiêu thụ, nhưng điều đó không làm gia đình nản chí. Đến nay, các sản phẩm nông nghiệp như gạo tám, hoa quả đều có chỗ đứng ổn định ra thị trường và đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Hiện tại, mô hình của công ty trách nhiệm hữu hạn Secrin gồm có một nhà xưởng với 3 máy sấy nhiệt, một dàn hệ thống xe sát tự động, công suất 800 tấn một năm. Công ty đã tạo được chuỗi liên kết với 130 hộ gia đình trên địa bàn huyện Điện Biên để thu mua gạo tám thơm với mức giá cao hơn thị trường từ 10 đến 15%. Ngoài ra còn 600 cây bưởi da xanh và bưởi diễn, 350 cây thanh long cùng hàng trăm các loại cây ăn quả khác để cung ứng ra thị trường. Diện tích của trang trại hiện tại là
Hana, trong đó là rau củ quả, cũng làm theo chuỗi và sản phẩm theo sản phẩm an toàn. Thì rất được, từ 6 năm tới đây thì rất được nhiều người tin dùng và sử dụng sản phẩm của gia đình cũng như của công ty. Hiện tại thì gia đình cũng đã có cái hệ thống máy xay sát và máy sấy đảm bảo tiêu chuẩn. Và hiện tại gạo của gia đình đã đạt được OCOP 3 sao. Trong những năm gần đây, tỉnh ta đã có nhiều chính sách khuyến khích thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo ra giá trị hàng hóa cho người nông dân và đóng góp vào ngân sách của tỉnh. Ngoài 5.100 ha cây cao su, gần 3.300 ha cây mắc ca, Điện Biên đã hình thành và phát triển mô hình trồng cây ăn quả tại các vùng vườn tạp và đất dốc theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung trọng điểm tại một số địa phương như huyện Mường Ảng, Tuần Giáo, Tùa Chùa, huyện Điện Biên. Thực hiện chuyển đổi từ đất trồng lúa và cây màu kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả được gần 400 ha, nâng tổng diện tích cây ăn quả toàn tỉnh năm 2020 lên gần 5.000 ha, tăng gần 10% so với năm 2019. Chúng tôi đã xác định là sẽ tập trung phát triển vùng cây ăn quả của huyện Mường Ảng thành vùng trọng điểm của tỉnh Điện Biên. Đấy, và làm sao đến năm 2025 thì diện tích cây ăn quả trên địa bàn huyện được đạt khoảng trên dưới 1.000 ha. Và để làm được việc đó thì Ủy ban nhân huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn là tăng cường công tác là tập huấn để nâng cao năng lực cho bà con. Thực tế cho thấy việc phát triển sản phẩm nông nghiệp sạch đã được nhiều cá nhân và doanh nghiệp tích cực tham gia. Tuy nhiên, các sản phẩm này chủ yếu vẫn chỉ dừng lại ở mô hình nhỏ lẻ, chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của địa phương. Ngay như gạo Điện Biên, một sản phẩm nổi tiếng cả nước, nhưng đến nay mới chỉ có 2 sản phẩm, đó là gạo Bắc Thơm và IR64, có chỉ dẫn địa lý. Trong đó, gạo IR64 thì gần như người nông dân vùng Lòng Chảo không còn canh tác. Như vậy, ngoài thúc đẩy phát triển các sản phẩm chủ lực, thì việc xây dựng chỉ dẫn địa lý là yếu tố vô cùng quan trọng. Tuy nhiên theo xu thế sản xuất hiện nay thì các cái giống chủ lực của huyện Điện Biên thì tập trung vào chủ yếu là cái giống Sáng Cù, rồi thì giống Hana 112. Đấy, giống những giống chất lượng cao đấy thì hiện nay chưa được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý. Và cái này thì huyện sẽ đang tiếp tục là sẽ đề nghị các sở ngành, cơ quan chuyên môn là trên cấp tỉnh là sẽ quan tâm và triển khai thực hiện. Một trong những giải pháp xuyên suốt nhiều năm qua chính là tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh tiến độ triển khai thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020, xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tập trung chuyển đổi sản xuất theo hướng chuyển từ mục tiêu số lượng sang chất lượng và giá trị gia tăng, chuyển từ quy mô nhỏ lẻ, phân tán, hướng dần sang tập trung với quy mô phù hợp ở một số nơi có điều kiện. Duy trì và phát triển các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn để tạo nền tảng thúc đẩy các hoạt động kết nối, hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông sản tiếp cận thị trường. Mục tiêu xa hơn là xuất khẩu bền vững các sản phẩm nông nghiệp ra ngoài tỉnh và sang các thị trường Bắc Lào cũng như Thái Lan. Tỉnh Điện Biên thì tập trung trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh cái việc mà xuất khẩu các mặt hàng sản xuất ở trong tỉnh, ví dụ như xi măng, các mặt hàng nông lâm sản để xuất khẩu sang cái thị trường các tỉnh Bắc Lào. Mặt khác thì khuyến khích các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp mà để xuất khẩu qua cửa khẩu của tỉnh. Đối với lại cửa khẩu của tỉnh hiện nay đang là cái đầu mối để thúc đẩy cái mặt hàng xuất khẩu nông sản sang các tỉnh Bắc Lào. Thực tế cho thấy để phát triển sản phẩm nông nghiệp sạch đảm bảo an toàn, có tính cạnh tranh cao thì nỗ lực của ngành nông nghiệp là chưa đủ. Chính vì vậy, vấn đề mấu chốt để ngày càng có nhiều sản phẩm an toàn theo hướng Việt Gáp. Trước hết, nó phải phụ thuộc vào những người nông dân trong thời đại kinh tế hội nhập như hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020 đã khép lại. Nhìn lại năm qua, tình hình thiên tai bão lũ trên địa bàn tỉnh đã diễn ra hết sức phức tạp, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống lao động sản xuất của người dân. Tuy nhiên, với sự chủ động vào cuộc kịp thời của các cấp, các ngành, người dân địa phương đã nhanh chóng khắc phục những thiệt hại và đảm bảo ổn định đời sống. Phản ánh của phóng viên thời sự. Hình ảnh này là trận lũ quét diễn ra tại xã Nậm Nhừ của huyện Nậm Pồ vào ngày 17 tháng 8 năm 2020. Trận lũ đã gây ảnh hưởng và thiệt hại rất lớn đến hạ tầng giao thông, trường lớp học và tài sản của các hộ dân trên địa bàn. Trước đó vào ngày 22 tháng 4, cũng tại huyện Nậm Pồ, trên địa bàn 5 xã, Nà Hì, Nà Bủng, Vàng Đán, Nậm Khăn, Trà Cang đã xảy ra dông lốc, làm hơn 440 nhà dân bị hư hỏng nặng, thiệt hại về tài sản hoa màu, tổng thiệt hại khoảng hơn 11 tỷ đồng.
Ngay sau khi dông lốc lũ quét đi qua, cấp ủy chính quyền huyện Nậm Pồ đã chỉ đạo chính quyền và người dân các xã kịp thời khắc phục để đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân. Đối với huyện ủy thì chúng tôi đã lãnh đạo chỉ đạo để khắc phục các cái thiệt hại do mưa lũ gây ra. Thì trong đó thì huy động các cái lực lượng dân quân, rồi là huy động tất cả các lực lượng mặt trận, phụ nữ, đoàn thanh niên để tham gia giúp nhà trường cũng như là người dân ổn định cuộc sống. Không chỉ riêng địa bàn huyện Nậm Pồ, trong thời điểm tháng 8 năm 2020, tại địa bàn xã Na Ư và một số xã vùng lòng chảo của huyện Điện Biên cũng đã bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ gây ra. Nhà cửa cũng là hỏng hết, là cũng mưa hết. Cái cấp có thẩm quyền ấy là can thiệp giúp chúng tôi để coi tránh cái tình trạng là ngập lụt tiếp theo. Thì coi biết mưa bão nó còn nhiều, không ai biết đâu vào đâu rồi. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh, năm 2020, thiên tai, bão lũ, mưa đá xảy ra ở hầu khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh, trong đó đã làm 2 người chết, gây thiệt hại lớn về nhà cửa, giao thông, thủy lợi, trường lớp học, diện tích hoa màu. Những thiệt hại trên cho thấy thiên tai, bão lũ luôn diễn biến phức tạp và khi xảy ra, mức độ thiệt hại là rất lớn. Bởi vậy, việc chỉ đạo kịp thời của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, nhất là sự vào cuộc kịp thời của các ngành chức năng, chính quyền địa phương đã góp phần khắc phục thiệt hại, đảm bảo cho người dân sớm ổn định đời sống cũng như lao động sản xuất. Năm 2020, cái diễn biến thời tiết cũng rất là cực đoan. Mặc dù là không bị hạn hán nhưng mà dông lốc đã xảy ra trên diện rộng và là thiệt hại tới hơn 2.000 hecta của chúng ta trong cái cánh đồng Mường Thanh đã ảnh hưởng rất lớn tới cái sản lượng mà và cái thời điểm vụ chiêm xuân đang đi vào thu hoạch. Đấy là một trong những cái khó khăn mà năm 2020 chúng ta gặp phải từ cái tình hình dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi rồi đến tình hình thời tiết và ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. Trước những diễn biến phức tạp của thiên tai bão lũ, nhất là trong năm 2021, tình hình thiên tai bão lũ được dự báo còn diễn ra phức tạp và mức độ ngày một lớn. Bởi vậy, để chủ động ứng phó với thiên tai bão lũ, công tác phòng chống thiên tai bão lũ tiếp tục được tỉnh chỉ đạo ngay từ đầu năm và trước mắt sẽ là đợt rét đậm rét hại có khả năng diễn ra trên diện rộng. Do đó, cấp ủy chính quyền và nhân dân các huyện thị xã cần theo dõi và bám sát sự chỉ đạo của tỉnh để chủ động phòng chống nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai mưa lũ gây ra. Hôm nay ngày 4 tháng 1 tại Tiểu đoàn Bộ binh 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tập huấn cán bộ lớp 1 năm 2021 cho trên 100 đồng chí là quân nhân chuyên nghiệp thuộc cơ quan Bộ Chỉ huy, Ban Chỉ huy Quân sự 10 huyện, thị xã, thành phố, Trung đoàn 741 và các đơn vị trực thuộc. Trong thời gian một tuần, các thành phần tham gia tập trung được quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu về công tác xây dựng chính quy, nội dung mới điều chỉnh bổ sung về điều lệnh đội ngũ, xây dựng chính quy, chấp hành rèn luyện kỷ luật, nâng cao thể chất, tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị số 12 của Tư lệnh Quân khu 2 về việc thực hiện 5 kỷ luật kỷ cương, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2021, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu cán bộ tham gia tập huấn phát huy tinh thần tự giác, tích cực nghiên cứu các nội dung mới một cách nghiêm túc để vận dụng linh hoạt vào công tác rèn luyện kỷ luật, rèn luyện thể lực và tác phong cho bộ đội, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong tập huấn, quản lý chặt chẽ quân số, chấp hành kỷ luật. Sau tập huấn, chủ động phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình và kịp thời ứng phó giải quyết các vấn đề về chính trị, thiên tai hỏa hoạn và nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, xác định nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ chiến đấu của quân đội trong thời bình, đúng theo tinh thần chống dịch như chống giặc, coi chống dịch là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Vâng, vì vậy trong nhiều tháng qua, hàng chục cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Mường Nhé đã không rời vị trí, bám từng đường mòn lối mở, tuần tra kiểm soát để giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ngay từ biên giới. Việc làm này đã góp phần ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép, hạn chế lây lan dịch COVID-19 từ nước ngoài vào nội địa, từ đó cùng cả nước chung tay đẩy lùi đại dịch. Đồn biên phòng Mường Nhé có nhiệm vụ quản lý 25 km đường biên giới tiếp giáp với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và 9 mốc giới. Từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát cho đến nay, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức 21 buổi tuyên truyền tại 18 bản và 3 tổ dân cư, thu hút được gần 2.300 lượt người nghe về các triệu chứng, cơ chế lây nhiễm, cách phòng chống lây nhiễm dịch COVID-19. Cùng với đó kết hợp giữa tuyên truyền miệng với phát tờ rơi, hướng dẫn tổ chức cho 2.300 hộ dân trên địa bàn, thực hiện ký cam kết và phát trên 2.300 khẩu trang y tế cho người dân. Kiểm soát chặt chẽ các cái lối mòn qua lại biên giới để kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc công dân xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Thứ ba
chúng tôi làm tốt công tác quản lý địa bàn, nhất là cái quản lý đăng ký tạm trú tạm vắng, kịp thời phát hiện người dân xuất nhập cảnh trái phép và công dân đến từ vùng dịch. Nậm Pố là một trong ba tổ chốt phòng chống dịch bệnh COVID-19 của đồn biên phòng Mường Nhé. Đây là vị trí có đường mòn qua lại biên giới. Thời gian qua, mặc dù dịch bệnh đã lắng xuống, nhưng không vì thế mà các chiến sĩ ở đây buông lỏng nhiệm vụ của mình. Thường ngày họ đều thực hiện nhiệm vụ kép, vừa làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, vừa làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phụ trách. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như tăng cường tuần tra kiểm soát ở khu vực biên giới, ngăn chặn người ra vào khu vực biên giới xuất nhập cảnh trái phép, kịp thời phát hiện và tiến hành xử lý cũng như là đưa đi cách ly đối với đối tượng mà vượt biên trái phép hoặc xuất nhập cảnh trái phép. Bên cạnh đó, chúng tôi thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương cũng như các bản trong địa bàn quản lý tổ chức các buổi tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 đến toàn bộ bà con nhân dân ở các bản lân cận để làm sao nâng cao hơn nữa cái trách nhiệm và tinh thần phòng chống dịch COVID-19 trong toàn xã hội. Thường xuyên được cán bộ chiến sĩ của đội vận động quần chúng đồn biên phòng Mường Nhé xuống từng gia đình để tuyên truyền nội dung các văn bản pháp luật như luật phòng chống ma túy, luật cư trú, luật hôn nhân và gia đình, luật hộ tịch, đặc biệt phổ biến về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19, cũng như cách thực hiện phòng chống dịch sao cho hiệu quả nhất. Các đồng chí biên phòng đóng quân tại địa bàn thì tôi và gia đình cũng được tuyên truyền thì rửa tay sạch sẽ thường xuyên và khi ra đường, ra nơi công cộng thì đeo khẩu trang. Và gia đình và người thân, bạn bè xung quanh là khi đi ra ngoài là đeo khẩu trang, tránh tụ tập đông người để lây lan dịch bệnh COVID-19. Với mỗi cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Mường Nhé nói riêng và những người lính quân hàm xanh đang căng mình ở các tuyến biên giới phòng chống dịch nói chung, thì họ luôn là những chiếc lá chắn thép túc trực ngày đêm, không quản ngại khó khăn gian khổ để ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép gây lây lan dịch COVID-19 từ nước ngoài vào nội địa, góp phần cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn đừng quên là có thể theo dõi lại các chương trình của đài chúng tôi tại địa chỉ website dienbientv.vn hoặc trên kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!